Câu chuyện xúc động của nữ nhà báo người Mỹ với những ký ức khi chụp ảnh cố đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ phim Tướng Giáp của đạo diễn Trần Thùy Dương sẽ được gửi đến sinh viên của 10 trường đại học ở Mỹ. Và đây là bộ phim đầu tiên về cố đại tướng được chiếu tại Mỹ trong dịp giỗ đầu của ông. Bộ phim tài liệu Tướng Giáp được xây dựng trên cơ sở những bức ảnh của Catherine Cano, một phóng viên người Mỹ. Catherine là con gái của nhà báo kiêm nhà sử học Stanley, người nổi tiếng với những bài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam và bài phỏng vấn Tướng Giáp được đăng trên tờ New York Times vào năm 1990. Năm 1994, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mời Catherine thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ xưa. Từ chuyến đi đặc biệt này, bà đã chụp được rất nhiều bức ảnh tư liệu quý giá về Tướng Giáp và trở nên thân thiết với gia đình ông. Trong phim, bà chia sẻ những ký ức suốt quá trình thực hiện những tấm ảnh về Tướng Giáp cũng như tình cảm của mình với đất nước và con người Việt Nam.